Nhân viên bảo vệ kể lại phút liều mình cứu người phụ nữ bị chém giữa khu đô thị. Dùng dao tấn công người hàng xóm ở trọ vì mở loa kẹo kéo công suất lớn. Xôn xao bữa ăn bán chú với vài mẩu sườn heo, chả trứng chiên, đậu xào. Ngày 22 tháng 4 mở lại phiên phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà. Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội mất tích sau khi đi xe buýt. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu chung cư Vinhome Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. May mắn, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy. Theo đó, cộng đồng mạng dành lời khen không ngớt cho sự dũng cảm của nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng người phụ nữ. Ngày 15 tháng 4, ông Nguyễn Văn Tho, 43 tuổi, bảo vệ khu chung cư trên xác nhận ông là người kịp thời đến giải cứu người phụ nữ bị tấn công. Ông Tho kể lại, chiều 14 tháng 4, ông đang trực ở sảnh S403, khu chung cư, thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ. Ông Tho thấy người đàn ông cầm dao tấn công một người phụ nữ, còn một người phụ nữ khác đã chạy được một đoạn. Xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn. Lúc này ông thổi còi để ngăn cản đối tượng. Người đàn ông lúc đó đang cầm dao với vẻ mặt tức giận, liên tục chửi bới, dọa nạt người phụ nữ và muốn lao vào xử nạn nhân. Đúng lúc đó, ông đã khuyên nhủ đối tượng bình tĩnh, tạo khoảng trống để người phụ nữ có thể chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, đối tượng bị ông Tho cùng lực lượng bảo vệ khác khống chế đưa lên công an phường Tây Mỗ. Còn hai nạn nhân bị thương cũng được lực lượng an ninh của khu chung cư đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nam bảo vệ cho hay đã làm việc được 2 năm ở khu chung cư này, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và vào can ngăn một đối tượng cầm hung khí tấn công người khác. Ông Tho cho biết, khi vào đây làm bảo vệ, tất cả mọi người đều được đào tạo kỹ năng cứng, kỹ năng mềm để ứng phó và xử lý vụ việc bất cập xảy ra trong khu đô thị. Khi ấy, ông chỉ nghĩ rằng bản thân đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải hoàn thành trách nhiệm, nên ông cố gắng làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người phụ nữ đó. Ông Tho cũng cho biết thêm, sau khi bị tấn công, người phụ nữ bị thương rất nặng nên hoảng loạn đau đớn, không nói được gì. Liên quan đến vụ việc, Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1991, trú ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, để điều tra làm rõ hành vi dùng dao tấn công chị NTMH là vợ cũ của Trường và chị NH là bạn của chị NTMH bị thương. Công an xác định do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc nuôi con nên chiều 14 tháng 4, Trường đã dùng dao gây án. Sự việc xảy ra tại khu chung cư Vinhome Smart City. Thông tin từ Công an Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Được biết, do bức xúc vì hàng xóm có trọ mở loa kẹo kéo công suất lớn gây mất trật tự, đối tượng này đã dùng dao tấn công hàng xóm khiến người này bị thương nặng. Theo đó, vào tối ngày 14 tháng 4, Tú về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi thì thấy phòng đối diện mở loa kẹo kéo với công suất lớn hướng về phía phòng của mình. Tú tới nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với anh NVP. Do bực tức, Tú đã vào phòng lấy dao tấn công anh P trọng thương rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã truy lùng và bắt giữ Tú. Tại cơ quan công an, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Qua sự việc này, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người ở trọ không tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ, không sử dụng loa kẹo kéo hát gây mất trật tự trong nhà trọ, khu trọ, cùng chung tay thực hiện cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tương tự như vụ việc trên, vào khoảng cuối tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án 20 năm tù giam đối với bị cáo Lê Công Bình, sinh năm 1992, trú tại Quảng Nam, về hành vi sát hại người, quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2023, Bình đi làm về phòng trọ tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, thấy anh Trần Văn Thắng, sinh năm 1991, trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đang ngồi uống bia và hát karaoke cùng với ba người khác. Bình đi vào phòng trọ nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Đến khoảng 22 giờ 35 phút cùng ngày, Bình dậy đi ra ngoài, thấy anh Thắng và một người bạn vẫn còn ngồi hát karaoke. Bình vào bếp lấy một con dao cất giấu trong người, đi tới nói anh Thắng dừng hát. Anh Thắng không có phản ứng gì nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn xô xát. Bình dùng con dao chuẩn bị sẵn tấn công khiến anh Thắng tử vong tại chỗ.
Bình vội vứt dao, chi hô mọi người cấp cứu, sau đó tới công an phường Hòa Khánh Nam đầu thú. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy Bình dương tính với chất ma túy. Bình khai trước đó có sử dụng ma túy tại Quảng Nam. Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng. Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Bình mức án 20 năm tù giam. Thưa quý vị, những ngày qua, phụ huynh học sinh trường tiểu học Quang Trung thành phố Huế đã có những phản ánh về bữa ăn bán trú 27.000 đồng không đảm bảo chất lượng. Nhiều phụ huynh còn cho rằng suất ăn còn thua xa suất cơm bụi lề đường. Trước thông tin hình ảnh về bữa ăn bán trú được cho là không đảm bảo chất lượng, lãnh đạo trường tiểu học Quang Trung đã có những phản hồi liên quan. Theo hình ảnh phụ huynh chia sẻ, bữa ăn bán trú buổi trưa tại trường với vài mẩu sườn heo, chả trứng chiên, đậu xào và cơm trắng. Theo tìm hiểu, mỗi phụ huynh phải đóng 27.000 đồng một suất ăn bán trú cho con tại trường, bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa ăn nhẹ, là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều. Ngoài ra đóng thêm 10.000 đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên, giáo viên bán trú và tiền ga cho mỗi bữa ăn. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung khẳng định, hình ảnh khay cơm bán trú mà phụ huynh phản ánh, sau đó lan truyền trên mạng không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu. Ông Sinh cho biết, hình ảnh chụp đúng là ở trường, tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị. Theo ông Sinh, bữa ăn 27.000 đồng, trong đó có 5.000 là tiền sữa bữa lỡ cho học sinh và 800 đồng tiền ga. Còn phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo, phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ, chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn. Về hình ảnh 6 khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng, ông Sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy, tối đa bàn nhựa chỉ xếp được 4 khay. Lãnh đạo trường tiểu học Quang Trung cho biết hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu, tại sao lại có những hình ảnh đó, những người đưa hình ảnh đó nhằm mục đích gì. Khi có kết quả sẽ báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. Liên quan đến vụ việc nói trên, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc. Theo ông Hạnh, khi kiểm tra thực tế, bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ, khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh. Qua sự việc này cũng yêu cầu trường chấn chỉnh, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết thêm, thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bán trú, nhất là chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tin từ Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho biết, ngày 22 tháng 4 tới đây sẽ mở lại phiên phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, quê Thái Bình. Bị cáo này là mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên trong vụ án từng gây rúng động dư luận. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. Trước đó, ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù, Vì Thị Thu tù chung thân cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ, do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án chung thân. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, phiên phúc thẩm được mở lại tại Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, nhưng Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan, đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng tất cả các luật sư bào chữa cho mình, đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa và vì lý do sức khỏe không đảm bảo. Sau đó, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm, do Trần Thị Hiền mua ma túy còn thiếu nợ của Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của Trần Thị Hiền để tạo sức ép. Quá trình giam giữ bắt cóc, các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân và sau đó là sát hại. Vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp Tết 2019. Tiếp theo chương trình sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi ở Hà Nội mất tích sau khi đi xe buýt, sáng 16 tháng 4, gia đình đã tìm thấy cháu. Theo đó, gia đình cháu Nguyễn Mai K.A., sinh năm 2013, ngụ phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, gia đình đã tìm thấy cháu K.A. tại khu vực phố Kim Mã trong tình trạng sức khỏe bình thường. Theo gia đình, bé gái đã đi lạc, may mắn được trở về an toàn. Sáng cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm một cháu gái 11 tuổi bị mất tích sau khi đi xe buýt.
Theo Công an thành phố Hà Nội, trước đó, Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã tiếp nhận thông tin của gia đình cháu Nguyễn Mai K.A., sinh năm 2013, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy về việc cháu đi khỏi nhà chưa về. Cháu lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy, đến điểm cuối bến xe Nhổn, rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu. Khi đi, cháu mặc áo thông ngắn tay xanh lá, quần dài màu nâu, tóc ngang vai, đeo ba lô hồng. Mới đây, trên đoạn đèo Lò Xo ở huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ ngày 16 tháng 4, xe tải mang biển kiểm soát 43C14516 do tài xế Nguyễn Quang Nhãn, 32 tuổi, trú tại xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam điều khiển, chở theo anh Nguyễn Tấn Toàn, 25 tuổi, cùng chú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam lưu thông theo hướng tỉnh Quảng Nam Kon Tum. Khi đến km 1420+200 đường Hồ Chí Minh thuộc khu vực đèo Lò Xo, đoạn qua thôn Măng Khên, xã Đắc Non, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, xe tải trên bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế Nhãn và anh Toàn tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều kiện hàng bị đổ ra đường, vương vãi khắp nơi. Các phương tiện lưu thông qua đèo Lò Xo bị ách tắc nhiều giờ. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi cùng công an huyện Đắk Lây đã tới hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 16 tháng 4, theo thông tin từ cơ quan chức năng thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa một xe ô tô đầu kéo semi rơ móc với một xe mô tô khiến một người tử vong, một người bị thương. Theo đó, 22 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4, tại km 73 quốc lộ 18 thuộc thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo semi rơ móc biển số 34C149XX, 34R307XX do anh Lê Văn Hát, sinh năm 1977, trú tại thôn Duyên Linh, xã Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương điều khiển đi theo hướng Đông Triều, Uông Bí với xe mô tô biển kiểm soát 14Z1551XX do anh Trần Tuấn Quy, sinh năm 2003, trú tại thôn Đức Sơn, phường Yên Đức, thị xã Đông Triều điều khiển. Chở người ngồi đằng sau là anh Nguyễn Đăng Ca, sinh năm 2002, trú tại thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, đi theo hướng Đông Triều, Hải Dương. Cú va chạm khiến anh Trần Tuấn Quy tử vong tại chỗ. Anh Nguyễn Đăng Ca bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Hai phương tiện bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện Công an thị xã Đông Triều đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong. Lãnh đạo này cho hay, chính quyền địa phương nhận thông tin vào khoảng lúc 15 giờ chiều và lập tức xuống chỉ đạo giải cứu nạn nhân. Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh BVX, 32 tuổi, trú tại Hòa Bình. Anh X là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn tháo dỡ công trình sông Cấm. Công ty này được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện An Dương ký hợp đồng thực hiện giải tỏa nhà nằm trong dự án nút giao khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng, máng nước quốc lộ 5. Khi anh X đang thực hiện tháo dỡ căn nhà thì bị một bức tường đổ sập, đè lên người khiến anh này bị thương nặng. Lãnh đạo xã An Đồng cho biết thêm, chính quyền địa phương đã gọi cấp cứu đưa nam công nhân này vào bệnh viện. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, người này đã tử vong. Dự án nút giao khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng, máng nước quốc lộ 5 là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng trong năm 2024 với tổng mức đầu tư là 688,8 tỷ đồng. Dự án có quy mô xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng đường quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng 285m, bề rộng 19,5m, tường chắn cho đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 200m. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, cầu vượt qua nút giao này đã được thông xe nhằm phục vụ thi công dự án nút giao khác mức này. Liên quan đến sự kiện CEO Apple Tim Cook đến Việt Nam, ngày 15 tháng 4 vừa qua, CEO Apple đã tham gia nhiều hoạt động như uống cà phê, thăm studio, gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung, nhà phát triển ứng dụng, ca sĩ, KOL. Và trong sáng nay 16 tháng 4, Tim Cook tiếp tục cùng với phái đoàn đã đến thăm một cơ sở giáo dục tại Hà Nội. Trước đó, lịch trình của Tim Cook đều được bảo mật, vì thế vị CEO này xuất hiện khiến nhiều người dân xung quanh ngôi trường này bất ngờ. Theo đó, trong khoảng một tiếng đồng hồ làm việc tại cơ sở giáo dục này, Tim Cook ngoài làm việc với ban giám hiệu nhà trường còn dự một tiết học với học sinh và sau đó tham gia giao lưu nhanh. Có thể thấy không khí diễn ra rất sôi nổi. Vị CEO của nhà Táo Khuyết
thoải mái chia sẻ với các bạn học sinh, truyền đến nguồn năng lượng và cảm hứng lớn. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, CEO Apple Tim Cook cùng phái đoàn lên xe rời đi để chuẩn bị cho lịch trình làm việc tiếp theo trong ngày. Trước đó khi đặt chân tới Việt Nam, ông Tim Cook chia sẻ, ông vô cùng hào hứng khi được tới đây kết nối với các sinh viên, nhà sáng tạo và khách hàng, hiểu hơn về sự đa dạng trong cách họ sử dụng sản phẩm của Apple để làm nên những điều phi thường. Giống như những tỷ phú công nghệ khác, Tim Cook đi theo con đường tối giản về thời trang. Tuy nhiên, ông cũng có những nguyên tắc nhất định về trang phục, điều đó giúp ông thể hiện quyền lực một cách tinh tế. Tim Cook thường lựa chọn quần áo màu sắc có xu hướng tối hơn, hiếm khi chệch khỏi màu xanh lam nhạt và đậm, đen, xám. Các nhà tư vấn thời trang đánh giá, màu xanh lam có thể truyền cảm hứng cho người khác. Tông màu nhạt hơn báo hiệu sự trung thành và thân thiện. Màu đen thường mang ý nghĩa đẳng cấp và tinh tế, nhưng đồng thời phản ánh điều gì đó u tối và thu mình trong tâm hồn. Chiếc quần jean gắn liền với những ông bố thập niên 1990 là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của ông Cook. Nó cho thấy đúng tinh thần của Normcore. Tuy vậy, so với ông Jobs, Tim Cook có thể xem là phong cách hơn một chút. Áo phông cốt tông và sơ mi cũng là lựa chọn hàng đầu của tỷ phú Mỹ. Nếu áo polo thay đổi linh hoạt giữa ngắn tay và dài tay, áo sơ mi chủ yếu là kiểu dài tay. Doanh nhân sinh năm 1960 thường để ống tay áo che kín cánh tay và cài khuy cẩn thận. Tuy nhiên đôi lúc, ông cũng thể hiện khía cạnh không quá quan tâm đến hình thức khi xắn ống tay áo bên cao bên thấp. Với tư cách là người điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Tim Cook không thể thiếu món phụ kiện giúp nhận diện thương hiệu. Thứ ông được yêu ái nhất là chiếc Apple Watch. Trong ngày đầu ở Việt Nam, Tim Cook tiếp tục trung thành với phong cách nhất quán, đó là áo polo đen, quần jean xám và Apple Watch. Lựa chọn thời trang đó giúp ông trở nên thân thiện, gần gũi và thoải mái hơn với những người Việt mà ông tiếp xúc. Yêu thích sự đơn giản và tiện lợi, nhưng không có nghĩa là Tim Cook không biết ăn diện cầu kỳ. Tại lễ trao giải Oscar 2024 vào tháng 3, tỷ phú 64 tuổi xuất hiện trên thảm đỏ với bộ tuxedo đen cổ điển kết hợp với áo sơ mi trắng và giày da bóng lộn. Ngoại hình của Tim Cook lọt mắt xanh của nhà văn kiêm bình luận thời trang nổi tiếng người Canada Derek Guy. Trong bài đăng trên Twitter, ông Guy khen trang phục của CEO Apple được thiết kế đẹp mắt, vừa vặn, không bị nhăn hay kéo và được kết hợp một cách trang nhã. Chuyên gia không quên chê bai một số ngôi sao khác như Rain Johnson, William Dafoe và Nate Parker vì mặc những bộ vest không vừa vặn. Cuối cùng, ông nhấn mạnh Tim Cook chiến thắng trong cuộc thi phong cách. Thưa quý vị, theo quy hoạch chung thủ đô đang được điều chỉnh, thành phố Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT hiện hữu bằng đường sắt đô thị. Theo đó, chiều ngày 15 tháng 4 vừa qua, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, trên địa bàn hiện có 156 tuyến xe buýt tiếp cận 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, kết nối 6 tỉnh, thành phố lân cận. Đến năm 2023, số điểm ùn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô giảm xuống còn 33 điểm. Trong năm 2024, ngành giao thông tập trung xử lý 5 điểm đen về tai nạn. Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá, thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về phòng chống ùn tắc giao thông. Tình hình tai nạn giao thông giảm dần cả 3 tiêu chí, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho rằng, sức ép với giao thông tại thủ đô là rất lớn với số lượng phương tiện đông, lưu thông trong giờ cao điểm rất khó khăn. Hạ tầng giao thông, quỹ đất cho giao thông còn hạn chế, việc thi công các công trình, dự án trọng điểm về giao thông vẫn bị kéo dài. Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An lại nêu vấn đề. Liệu thành phố có thực hiện quy hoạch 8 tuyến BRT còn lại hay không khi có nhiều ý kiến trái chiều? Và nếu thực hiện thì điều gì cần rút kinh nghiệm khi ảnh hưởng của hạ tầng BRT đến giao thông chung? Trả lời vấn đề trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tích hợp trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của quy hoạch chung thủ đô, đồng bộ với quy hoạch thủ đô, trong đó bổ sung 24 tuyến giao thông kết nối các tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô. Đối với tuyến đường sắt đô thị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ quy hoạch phát triển 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 550 km. Theo ông Tuấn, hệ thống đường sắt đô thị này sẽ là xương sống của giao thông đô thị. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm, theo điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô, thành phố sẽ thay thế tuyến BRT hiện hữu bằng đường sắt đô thị. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành 7 dự án đường vành đai, các trục đường hướng tâm kết nối vùng. Đồng thời, thành phố cũng chuyển đổi các phương tiện xanh sạch, nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2025-2026 lên khoảng 30%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.